Mê mệt với bộ bánh trung thu đẹp xuất sắc, cô gái khiến ai nhìn thấy cũng cay mắt, không dám ăn. Nhìn những hình ảnh này đi, nếp nhà ngói xưa, khoảng sân nhỏ rêu phong, cái chuồng nước giản dị hay bụi chuối xanh. Chắc hẳn ai cũng đang bồi hồi khi nhớ về tuổi thơ nơi vùng quê yên bình rồi, phải không nào? Cơ mà có một điều tôi chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ, đó là khi biết được chất liệu làm nên khung cảnh này. Chẳng phải gốm, nhựa hay tre trúc đâu, đó chính là bánh trung thu với cái tên Hồi ức, được thực hiện bởi nghệ nhân trẻ Thùy Dương. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bánh trung thu Hồi ức, Thùy Dương cho biết, năm nay mình lấy cảm hứng từ những sản phẩm tiểu cảnh quen thuộc, sử dụng nguyên liệu làm bánh trung thu để tái hiện lại khung cảnh thơ ấu. Mình sinh ra ở vùng làng quê Bắc Bộ, những mái ngói, sân gạch, bờ tường rêu phong, cây cau trước nhà đã trở thành hồi ức không bao giờ quên được. Dù cho quá khứ có cơ cực thế nào, có thiếu thốn trăm bề ra sao, thì mình sẽ vẫn giữ mãi những kỷ niệm đó và sẽ dùng chút sức nhỏ bé này lưu giữ mãi về sau. Mỗi chi tiết của chiếc bánh đều được Thùy Dương tỉ mẩn làm, sửa và sấy đều đặn để giữ được màu lên dáng như ý muốn. Không phải lúc nào tạo hình cũng đẹp ngay như mong muốn. Để tạo được màu rêu phong và tự nhiên, cô nàng này cũng đã phải cực kỳ tâm huyết, kiên nhẫn để hoàn thành tác phẩm chào thu của mình. Thoạt nhìn những chiếc bánh này, chẳng ai lại nghĩ đây là một chiếc bánh trung thu, phải không nào? Bởi tựa như một bức tranh về khung cảnh làng quê Bắc Bộ đích thực, cổ kính, xưa cũ, đưa người ta về lại với thời thơ ấu đẹp đẽ và đầy yêu thương. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.